Để đẩy nha. Anh trèo thôi nha. Mọi người đây, để em trèo cái trèo đứng sau bạn, đứng sau bạn đứng sau bạn không trèo. Mọi người em đang có mặt ở thành phố Yên Bái để cùng với mọi người vượt qua bão lũ, bão ngập ở đây. Anh em du lịch Hồ Thác Bà ơi, ngoài này đang tất cả những người biết bơi thuyền rất là nhiều rồi mọi người ơi. Em đang cùng với mọi người đi để hỗ trợ bà con. Từ chiều đến giờ là em không cập nhật tình hình lũ, thế nhưng mà nghe nói là đêm nay mấy tiếng nữa thì các thủy điện ở phía trên thượng nguồn sông Hồng nữa tiếp tục xả lũ, thành ra có thể đêm nay còn ngập lên rất là cao. Mà ở trong này bọn em nhà không một á, à đâu không một phía bên này. Quên mất. Đây hai nhà này không nhau mà. Xin nhà phải không nhá. Không một không hai. Nhà không một ơi. Nhanh, thả vào trong kia kìa. Đây đưa đây để ném vào trong. Em ném vào sập nhá. À, lúc lấy ra thì bọn em lại đem thuyền máy cộng với tay mà không đem thêm cái thuyền chèo bằng chân, thành ra đây bây giờ đang phải di chuyển. Người ai cần gì thì cứ nhắn tin cho em ạ, để em mới là vào mọi người hỗ trợ được, khi nào hỗ trợ chứ đừng gọi điện cho em biết đôi mà. Em trèo hỗ trợ chị bên đấy, chị trèo bên này nhá. Có bạn này đang trèo nhanh, một mình chị không biết trèo mà vỡ thuyền đông người khó. Từ nãy giờ cứ bảo là sao tàu thuyền nó đi nhanh thế. Nhưng mà tôi cổng phía có cái thuyền bán mà không sợ chìm. Ở đây đang mất điện nên là sóng rất là kém. Thế là nó sẽ mất sóng luôn ấy. Các bác ở trong Hồ Thác Bà biết chèo thuyền bằng chân thì đem thuyền ra đây nhé. Bác nào đi được thì nhắn tin đăng ký đây cho em nhờ máy cẩu gọi để cẩu thuyền ra đi để hỗ trợ mọi người, vì còn rất là nhiều các cụ rồi là phụ nữ trẻ em ở trong đây ấy. Em biết là tí nữa thì em sẽ bị mắng bởi vì là có một số người gọi điện em chưa đến được, nhưng mà trên đường đi thì gặp có những đi qua đường phòng hoa thám thì gặp có các cụ già này đang cần hơn, rồi là có các bà bầu ấy, thế là lại phải hỗ trợ đưa các bà bầu đến viện trước. Ở chỗ này thì không, đoạn này thì không chạy được bằng máy nhé mọi người, tại vì là các nhà đều là cửa kính ấy, nếu mà chạy bằng máy sóng xô và sẽ vỡ cửa kính và dân người ta cũng chạy qua đường và giữ mà không có chạy. Lạc hết cả đồng đội của mình bây giờ. Bác này bác ấy đang âm thầm để ghi lại những hình ảnh. Đây có một cái ảnh rất là đáng yêu này, một con ốc sên này. Mình sẽ chụp lại cái ảnh này nhá. Mọi người nhìn thấy này. Đây mới là cái người kiểu này. Cả nhà mình ơi, đây mới là kiểu như là vượt qua bão lũ này. Trời ơi, đây nhá, một cái hộp này, cái hộp bánh này, đáng yêu, một cái hộp bánh này, em tiếc là đang livestream không chụp được. Một cái hộp bánh này với một con ốc sên là vẫn đang nghị lực là bò lên trên chốc cái hộp bánh, nổi ở chỗ mặt nước. Mỏi tay lắm, mình quen trèo bằng chân rồi, cái này mỏi tay các bạn. Ông bà các cô là hết cả hồn, con cháu kiểu mất quần áo thôi. Cái thuyền của mình là đi vào đường này người ta không cho đi, nhưng mà mình chạy hết sang phía đường bên kia. Con
thì mình lại đi xuống này, mình lại làm cổ vũ tiếp à? Đi chèo chơi thì là thích thôi, chứ còn đứng chèo thực tế này nó rất là mệt. Sao cứ đi nhanh vậy ạ? Tưởng là Yên Bái thì à, đây mình là ảnh hưởng cơn bão hay là mưa lũ đầu nguồn nhỉ? Cái điện thoại của em thì đang đứng đeo một cái dây nó cứ quay lung tung, chắc là nhiều người. Có những cái hình ảnh rất là Lifebuoy cùng với cái gì nhỉ?